cầm xanh này hồi nãy em tính like một mẫu này thôi á mọi người ơi, với thêm một cái mẫu hot. Nhưng mà thôi, lên cho mọi người ba sản phẩm luôn. Đáng lẽ là lụa vân nè, mấy chị mới lên á, mới thua là tối ngày hôm nay hoặc là ngày mai, hoặc là tối ngày hôm nay là lên maxi. Đó, đa số là hôm nay là ba mẫu mới hết, ba mẫu mới em cho lên sóng hết luôn nha mấy chị. Đây, và cái sản phẩm em Ngân đang mặc là mẫu cuối cùng nha mọi người ha. Mã này là 6610 mấy chị gái ơi, đẹp quá, đẹp quá trời đẹp luôn mọi người ơi. 6610 nha các chị ơi, năm size đẹp cực kỳ. Đây là chị nào mà chưa lên đơn thì comment cho em liền nha mọi người. 6610. Cái dòng này là dòng voan bi nổi, cái thành dưới này nè mấy chị, cái vải dưới này nè là voan bi nổi, phối họa tiết rất đẹp. Họa tiết này bao cho mọi người size xịn mịn luôn. Đó, giờ chưa like đâu mấy chị, hàng mới cáo ngày hôm nay luôn. Ở phần vai này nè mấy chị, ở phần vai này em làm là chất tầm ý nha, phối cho mọi người cái nơ, cái nơ này em đính chắc chắn lại luôn, rất đẹp. 6610 đang có 5 size. Mẫu này rẻ nhất trong tất cả các mẫu luôn, giá chỉ có 590 thôi, miễn ship luôn. Rồi mấy chị, 590 mà hôm nay thêm ra cái vòng quay may mắn nữa, giảm thêm nữa cho mấy chị, giảm 50 hoặc là 100 hoặc là 150 là phải nói là rất là hời luôn mấy chị. Nên là chị nào chưa chốt thì comment cho em nha. Mã em Ngân đang mặc là 6610 mấy chị ơi, chốt luôn đi ạ. 590 em miễn phí ship luôn. Dạ được nha chị Lan Anh Vũ ơi, mẫu đó chị mặc đẹp quá chị. Mình có việc yên tâm các bạn nhân viên em một lát, bây giờ tư vấn luôn nè. Tại vì biết xong em like trễ mọi người, nên là bây giờ các bạn tư vấn cho mọi người luôn. Ok, chị Đặng Kim Huế miễn ship, chị Nguyễn Diễm, chị Huệ Tuyết, chị Lan Anh Vũ, chị Sơn Hồng, chị Hồng Phan, chị Nguyễn Thị Phương em miễn phí ship cho mình luôn. Rồi, mẫu này mọi người ơi, chưa chốt thì comment cho em nha. Rồi ok, chị Vân Tích em miễn phí ship luôn nha. Đặt hàng đầy đủ thông tin giùm em. 6631 là cái lũ vân, vải là vải lũ vân nha chị. 6631 là vải lũ vân giùm em. Ok, chị Nguyễn Thị Phương em miễn phí ship luôn. Chị Anh Nguyễn ơi, để lại thông tin giùm em nè. Chị Anh Nguyễn để lại thông tin giùm em. Ok, chị Tiết Hoàng miễn phí ship cho mình. Chị Vân Bích em miễn phí ship luôn nha. Rồi, mã này mọi người ơi, mọi người lên đơn giùm em nha. Mọi người lên đơn giùm em. Ok, chị Thúy Lê luôn nè, 6610. Ơi, cái đầm này đẹp quá cái chị. Ôi, cái đầm này đẹp quá mọi người ơi, quá xinh. Chị Hiếu Trần là 6632 với 6631. Rồi ok, vậy là em tặng cho chị Hiếu Trần cái 6610 này. Ngon á chị, hơi bị ngon lành nha mọi người ơi. Đó, mua vậy có phải nó ngon hơn không? Chốt luôn cho em nha. Mẫu em là 6610 mấy chị gái ơi. Mẫu đầm em đang mặc nè mấy chị, em tư vấn mọi người nghe kỹ nha. Cái 6610 của em đang có 5 size. Chị nào từ 40 cho tới 72 cân em có đủ size hết cho mấy chị, mình cứ việc yên tâm ha. Mình cứ đặt hàng trước size số, khi mà cái chị nổ đơn trên comment này sẽ có các bạn gọi điện thoại cho mình từ 2 đến 3 giây luôn, gọi thoại tư vấn size. Em may cho mọi người đủ size nha, 5 size S, M, L, 1X và 2X có đầy đủ hết tất cả mọi size. Eo tới 90 luôn. Mẫu này tất cả các mẫu luôn, tất cả các mẫu mọi người mua hàng cứ việc kiểm tra hàng cho em thoải mái. Mấy chị cứ việc kiểm tra hàng cho em rồi mới thanh toán tiền. Nên là các chị có việc yên tâm ha. Sờ chết vải cho em, nắng chết vải, coi coi xem coi có giống như trên livestream như lời em nói không. Coi từng cái thiết kế em like mà có ai zoom như cỡ như em không mọi người. Và nói là lên cái mẫu quá trời đẹp luôn á mấy chị. Và ngoài ra em làm cho mọi người cái tùn này, cái eo em làm eo trên. Và có làm cho mấy chị rất là nhiều cái đường xếp nhíu, đường ly ở phía trước. Nên là khi các chị mặc lên này mấy chị ơi, mình mặc mình che khuyết điểm rất là ok luôn. Hai bên mẫu này em làm là có phối túi cho mọi người, giống đầm mi di xòe. Đầm này mọi người chốt đơn trên livestream luôn. Là mình mua hàng với giá chỉ có 590.000 đồng thôi. Ngoài ra hôm nay mình lại còn được miễn phí ship. Miễn phí ship mà mình tham gia chương trình vòng quay may mắn thì giá mình đương nhiên nó sẽ tốt hơn rất rất là nhiều luôn. Mà mình mua hai mẫu thì em lại còn tặng thêm cho mọi người nữa ha. Rồi ok, chị Phan Trúc Phương em miễn phí ship, chị Cẩm Hồng em miễn phí ship luôn ha. Được quyền kiểm tra hàng nha các chị yêu nha. Ok, chị Trần Hải Yến em miễn phí ship luôn. Mấy chị có việc đặt hàng đi ạ. Các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình sau livestream cho mọi người yên tâm. Bây giờ các chị cứ lên đơn là các bạn gọi luôn rồi. Tại vì đang trong giờ làm việc luôn á mấy chị. Em zoom cho mọi người xem ở phần phía trước luôn nha. Đó, mọi người thấy cái thiết kế em làm nơ không? Em đã đính lại rồi. Và ở phía trước làm cho mọi người cái khuyên đá tròn. Eo làm eo trên có xếp ly cho các chị yêu nhà mình nè. Đó, ở phía sau luôn. Mấy chị thấy xinh không? Mã này lên đơn cho em là 6610. Có nha chị ơi, 60kg bận vừa nha chị. Em may tới 72 cân lận. Mọi người chốt sớm giùm em nha. Số lượng em không có còn bao nhiêu hết á. Đây là hàng mới đó mọi người ơi, số lượng nó giới hạn. Bởi vì cái đầm này em may vải nhiều lắm, em may tốn vải cực nhiều luôn mọi người. Cái đầm này là phối vừa voan bi nổi nè, là với vừa phối tầm ý nữa mọi người ơi.
Mình mua hai mẫu là mình sẽ được tặng này, mấy chị em nhắc lại. Mình mua là mình có cái đầm dây luôn ha, là cái đầm maxi. Ví dụ như mấy chị mua cái đầm maxi dây này với cái ông lụa vân thì mình sẽ được tặng một cái đầm xanh. Và mình mua cái đầm maxi dây này với cái đầm xanh của em, mình sẽ được tặng cái đầm lụa vân. Đó, mình mua mình nên có cái đầm maxi thì em mới tặng được cho mọi người ha. Cái đó là chương trình ngày hôm nay nha mấy chị. Nên là mọi người tranh thủ giùm em. Rồi mấy chị ơi, còn cái đầm của em nên đang mặc là 6610 nha mấy chị. Mình nhìn giùm em cái tuần váy này. Cái dòng này là dòng foam bi nổi. Em có ép cái chất tơ vào bên trong và khắc laser cho từng cái họa tiết hoa văn cho mình luôn. Nên là mình mặc lên nó sẽ rất là trẻ. Nó có cái độ bay bổng cực kỳ. Mọi người thấy em làm hai đường viền hai bên này. Đỉnh không? Làm hai đường viền hai bên, làm hai đường viền eo để cho cái eo mình nó bé hơn. Và có làm chiếc eo cho các chị yêu nhà mình nữa. Nên là chị nào mà mình chốt luôn thì comment cho em nha. Comment cho em để mà em lên đơn cho mấy chị. Giây phút này là giây phút cuối cùng để mọi người được tranh thủ mọi người mua hàng nha. 6631 gạch ngang số điện thoại kế bên nha mấy chị ơi. Mẫu này là ai mặc cũng được nha mấy chị ơi. Mẫu này là mọi người ai mặc cũng được nha mấy chị. Hôm nay là mình mua mà mình nên có cái đầm maxi vào á mọi người thì mình sẽ được tặng ha. Đó, đây là tất cả những cái mẫu đầm mới luôn nha mấy chị. Tất cả những mẫu đầm mới của váy em mi luôn. Nên là bây giờ mấy chị tranh thủ lên giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, ai chưa lên đơn cái mẫu này thì mọi người chốt sớm giùm em nha. Mã này là 6631 gạch ngang số điện thoại 6610 giùm em. Gạch ngang số điện thoại kế bên nha mấy chị. 6631 này, cái này là em phối ở dưới này là chất von đi nổi và phần trên là phối chất tầm ý. Ở trên này em phối cho mọi người một cái lớp lưới ha, mà phối một lần là phối hai lớp nên là nó sẽ có cái độ dày dặn. Tất cả các dòng sản phẩm này của em có đầy đủ hết cho mọi người tới 72 cân. Từ 40 cho tới 72 cân thì đương nhiên trong đó 60 cân nó sẽ mặc vừa, đúng không mấy chị? Và 71 cân nó sẽ mặc vừa và 70 cân nó sẽ mặc vừa thôi, được không mọi người? Tại vì em đang may tới 5 size cho em đâu có bán như hàng trên thị trường. Em bán cho mình có một size đâu mà mình lo, đúng không mấy chị ha? Nên là mình cứ để lại thông tin đầy đủ, các bạn nhân viên sẽ gọi điện thoại tư vấn size và chốt đơn hàng. Nhưng mà lưu ý, chỉ có trực tiếp trong cái livestream này em mới tặng được. Và mình mua hàng, mình có cái đầm maxi vào em mới tặng cho mọi người thêm một cái mẫu tiếp theo được, được không mọi người ha? Tại vì cái đó là cái chương trình của mà công ty đề ra ngày hôm nay. Nên là mọi người tranh thủ giùm em nha. Mã sản phẩm em lên đang mặc là 6610. Những cái đầm của em bán cho các chị phụ nữ đã có gia đình, có gia đình hết rồi và mình đã có tuổi rồi thì đương nhiên 50 mấy tuổi, 60 mấy tuổi mình mặc rất là ok mấy chị. Những cái form dáng này em làm theo cái độ mà nó làm cho mọi người đẹp hơn, sang trọng và trẻ trung hơn. À, mấy chị em mình yên tâm nha, những cái kiểu này mình mặc không có hở hang gì hết nha mấy chị ơi. Nên là chị nào mà chưa chốt đơn cái em đầm này thì mình chốt đơn giùm em.